Xin chào các bác, em là Hà ở bên đồ đồng mỹ nghệ. Hôm nay thì em sẽ quay cho các bác về cái bộ ba đài của bên em. Bộ ba đài này thì chất liệu sẽ làm từ đồng vàng và màu thì sẽ là màu vàng đậm nha các bác. Đây ạ, ba đài này thì sẽ mở nắp ra như thế này. Và ba đài thì thường thì sẽ là dùng để đựng muối, gạo, rượu, nước. Thì tùy theo phong tục của mỗi miền, mỗi địa phương thì các bác bày. Và ở đây thì kích thước của một chiếc ba đài thì sẽ cao khoảng 20cm. Và bên em thì có rất nhiều các kích thước, cho nên là bác nào cần thì các bác để lại thông tin ở phía dưới, hoặc có thể gọi vào hotline là 0963 378 563 để được tư vấn. Số đấy cũng là số Zalo của em luôn. Các bác có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác hơn ạ. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.